bọn mẹ pinong ít tương lái sự mà cô việc mini mới bọn mẹ pinong hào bông ngoài bài tèm chuyển mưa sum cần lơ sư phay hở nghe tắp phải phà su thanh hòa đầy tách óc cặp tập khẩn giúp bán ngam xa sân điển mường quan sơn te chưa nhằng nổi ấy với thì doanh lơ đáy ể tài hở tàng miền tắm phải phá lăng nỉ chờ tập khẩn có dòng mệt làn ở sáo su quang bàn ở doanh lờ hát tắm đáy làn piêng phải phá đi hở chủ cần cuống của hườn khai mà quân kiên hành chờ nỉ việc sở xử làn thư tồn núng mơ lơ đáy may khăn ết hở lá cần suốt bán ngam có bang xía làn nhom miền tam húc te làn cần nổi tớp khẩn chân nỉ có bao nhăng hủ tam húc ngâm nghi năm việc sở dư mà nghề tam húc hở làn xì lục lán mờ lắng ấy vi thị doanh lờ mà tẩm tưng của hườn xoan bóc hở chủ cân cuống tròm cuông bàn bục hườn mưa nghề tam húc bẻ tải hở làn xì lục lán mờ lắng nghề dệt vải từ xưa đến nay thì không nghề tam phải phá sở nghề tỉ cân tay hào song nản sở có phai dư mà bày tẩy hớ lằn lán nhất sở chờ áo bở mưa khơi phai mì khó miền áo mưa mưa khơi các con các cháu đi nơi trồng thì phải sắm cho các con các cháu phải có đồ đạc để chăn với các thứ trên nỉ hờ hín sở làn bổ xin sửa đẩy pa ít pin sở phân lái bò mẹ pin nòng suốt bắn ngam toàn núng khẩu làn mở lê mở xết sắp phục tàng đẩy nghề tăm phải phá sắp tàng hàng hóa bà danh cỏ phai nghiên cứu xóc óc đẩy làn tàng ít mơ ít pin làn kịp lại đi dòng nản trăng khai đẩy hờ chủ khách chưa mà ín mà dám suốt bắn trên nỉ bắn ngam mường quan sơn đẩy cho ẩn sở một cuống làn nhóm đi phục tàng du lịch cộng đồng té chớ hèn tì bà vì tì doanh cũng có việc phục hườn mà nghề tắm phải phà bán ngam trên nỉ có nhàng dư mà đầy hà xếp phục hườn sở pa ít nghề nỉ phân lái sở có mi lái cần nom mà học hiền bảy dư nghề tuyên truyền cho nhân dân hiểu được tập khoa có man tuyên truyền hợp của mẹ bí nòng cần tay giúp cho bán hồ đầy sở việc dư mà làn bổ xin sứa nhất sở pha xuân bóc chủ cân nung khẩu làn mử lê mử xếp mử hồi tỷ tròm tỷ bàn te dòng nản sở không đi tỷ cân tay trang đầy dư mà trang phục dân tộc Thái thì nhân dân trong bản đã khôi phục lại các cái loại hình dân tộc như là dệt thổ cẩm đẩy tay óc cuống của hườn cần tay nắm sở lái xì đẩy dư mà nghề tắm phải phá du xa lũng niềm mường bà thước tay chờ nhằng nổi ới hà thì dùng lơ đẩy lan ể lan ảo tẩy hở việc tắm phải phá ép pín sở lan ăn xỉn bao sở lan ăn khăn đi y tầng năm nghề tắm phải phá quả dòng sở te chơi nhạc nổi hoạt tẩm chờ tiếp khẩn đẩy e tẩy hớ lằn tàng mưa kịp lai nhỏm phai ới lơ bà sở hủ tẩm lằn tàng bày sở ế thơ cháu đẩy lan bổ tổ nùng đi mặc mưa không đi tỉ cân tay cháu ở dùng chưa đỡ có ngâm nghi ế dòng đỡ dư đẩy nghề pí xong bàn lễ hục phần lái sở lan ở nòng máy nhìn cuống bản sở bang xia nghề tăm phải phá ơi lờ hát sở khai óc lớp tải nghề hở lan ở nòng có dòng dư mà mưa cơ sở bè phục hườn mưa nghề tăm phải phá su bản mương làn mử của co ba ịt ở dung có tao nà nắm lai khô khâu phần lái sở lan ở nòng sở có ba ịt nghề bay roi dòng nản sở việc sọc đầy nhom khái làn khóng sản phẩm có bay lái khai mà mệt chớ mệt hèng năm nghề hùm nắm sùm cù hườn cù bá cặp trói đơ tỷ chính quyền bản mương ở dung có trong miển sướp năm nghề bà hoạt chân nỉ sở một cuống sùm cần mì kinh nghiệm hưng pí mưa nghề tắm phải phà du quân xa ở có xoăn bó khở lái cù hườn dư áo nghề nỉ từ nhỏ thì mình lớn lên te chơi nhạc nổi khoai lớn mặc nghề tăm phải phà te lăn ỉ lăn eo tải hở lăng nỉ mi điều khiển khoai cò học hiền cặp sở khai óc đẩy một cuống làn cơ sở của có tay nằn sở phúc tặng pín nghề tăm phải phà giúp bản mương quan mệt sở dư mà làn không đi văn hóa tí xì phúc báo miền mà thứ xóm sở nho ngân miền mà tươm hở cua hườn khoai cò ngâm nghi vừa sở tăm phải phá vừa mà sở dư đầy mưa làn không đí dòng cần nom trên nỉ khóc khó bay hủ đầy
một cuốn làn kịp lại đi, dù làn piêng phải phá, sự có tiêu mỹ ý nghĩa của tỉ mặn. Ở Hà Thị Dung, lời chịu ngân chèn bày sử tươm làn húc, có dòng khai quang việc tải nghề, sự làn khóng sản phẩm sọc nhóm khái hờ bò mẹ bí nồng. Hoạt ní mẹ nhìn rút xa lũng niềm, lờ mì tươm sở bét loại nghề bà tắm phải phà. Trên ý cơ sở thì ở Dung có sở ít pin lai khóng sản phẩm hờ bò mẹ bí nồng bò bạch điếu. Tại việc bốc hơn mờ nghề tắm phải phà, ở Hà Thị Dung mì ngân miền ma ổn định sao chiều tình một bướn, tạo việc ít hờ xí xịp ở nòng du xa lũng niềm. Bòm nắn có tạo điều kiện hờ xịp ở nòng ao làn khóng sản phẩm, bay khai du làn điểm du lịch tỉ bản mương. Có dòng lái ở nòng máy nhìn ươn du xa lũng niềm, ở Hà Thị Lý có tham gia nghề tắm phải phá, hồm nắm ở Dung te lờ hứng. Tại việc sớ tài né, bắt mưa kinh nghiệm, tỉ ở Dung te lằn kịp lại, ba hoạt chân ỉ. Ơi lý có sở ít biến đẩy làn piêng phải phá đi, ba sở tâm hoạt ý đỡ mì khách mà sử hoạt nắn, ao mà số ngân thú ổn định hở của hườn. Tôi học cái nghề truyền thống này là cũng học là từ lâu rồi. Khoai học nghề truyền thống nghỉ có hướng mùng, mệt cấp xong khoai có lơ hủ tâm phải phá, nên nghỉ có đáy ể khoai tay mà hở. Quan mệt sở dư mà không đi tỉ cân tay, còn nằn sở ít biến làn khóng sản phẩm. Lăng nỉ sở tờ khoai có rất khai hở chủ khách du lịch mà ý mà dám. Bà Phạm Thị Bảo, đầy tech óc du một khu hườn cần mỏi, su bản nhỏi tỉ xa cao ngọc mưa ngọc lạc. Khẩn xịp tuôi, bà bảo lờ đáy ể tẩy hờ, mưa làn tàng nhịp có giòn sờ hủ bà ít làn kịp lại. Bà hoạt xịp hộp tuôi, bà Phạm Thị Bảo lờ hủ sờ tâm húc, hủ tâm pín làn piêng phải phá đi, hùm nắm làn kịp lại đi tá. Bí xong bản lễ chệt, bà bảo lờ thành lập pín tổ hợp tác mưa nghề tâm phải phá bảo hằng, đẩy bà tặng có giòn sờ tẩy nghề phục tặng nghề tâm phải phá sắp tàng hàng hóa. Người chèo cũng biết theo thùa, học sinh te trời nhắn nôm khỏi có hủ sở nhịp hủ máy bà hoạt sở xếp xám xếp si tuôi khoai có lơ hủ sở xeo cặp sở đầy họ khấu mở thứ bảy cặp chủ nhật bảy dư mà đầy tổ hợp tác nghỉ khoai có ngâm nghi óc ít biến làn khóng sản phẩm nhỏ sung hơn mơ ít biến làn kịp lại đi cặp sở còn dư đầy tổ hợp tác nghỉ các cái sản phẩm đó rồi là để mà nâng cấp các sản phẩm lên để mà nâng tay nghề các bà các chị lên thì cái tổ dị này mới giữ được. Tay trời sở tỏ hiêng si cần tham gia bà hoạt chân ỉ tổ hợp tác mười tam phải phá bảo hằng lờ mì xám dịch vụ ở nòng máy nhìn tham gia ngân miền ma một bươn te xám hỏi bay hoạt hà triệu một cân bài phục tặng nghề tam phải phá tí tổ hợp tác bà bảo lơ sọc mưa làn khóng miền ít pin sở làn kịp lại đi tá khai óc du thị trường. Bí song bản lấy sao, do ảnh hưởng tí dịch bệnh COVID-19, ngân chèn miền ma đầy to 1,6 tỷ ngân. Chứ sĩ chủ thương ngân, một bí sở hợp tác bảo hằng có thu mà ngân lái te một hỏi 30 hoặc 3 hỏi triệu. Làn khóng phải phá tâm hoạt ý đỡ sở khai hoạt ý nắn, có dòng sở mi chờ bao nó bảy khai hở xung cân mặc sử. Mì thể triển cuông lái bị cái nghề tam phải phá thì bỏ mẹ bị nỏng cần tay cần mỏi ngâm bà thực băng xía khai mà te hèn cứ trong tỉ lái ở nỏng máy nhìn chân nỉ nghề có đáy phục hơn khao sở lăn ở nỏng tráng măn huồm nắm lăn ể lăn ới dư mà đẩy nghề tam phải phá thì cần tay cháu có giòn hở xum xì cần nom mưa lắng bao tỏ sở ba sư mà mưa làn không đi tỉ cân tay cân mỏi mà làn ở nòng máy nhìn nhằn phục tăng khẩu hô việc sư mà làn không đi văn hóa tỉ cân tay ít biến sở làn khóng sản phẩm đi bài huồm nắm sở phục tăng du lịch du làn trọm bàn pu súng tỉ sử thành.